Phía bên này Thanh Dương nhìn đám người đang xếp hàng dài mà ân cần nói, "Các vị xin hãy nhận lấy những ngân phiếu này. Lang Đằng Vương Thành đã bố trí một cuộc mai phục thích cốt phái ta trên đường phố. Kế tiếp nhất định sẽ tạo thành chút tổn thất, tông chủ đã sắp xếp ta trực tiếp mua lại con phố này." Những dân đen cũng rất vui vẻ hợp tác, quân tông chủ quá khách khí rồi, ngài ấy chính thần thủ hộ của Thanh Dương Thành, hơn nữa cái này cho cũng quá nhiều rồi đều vượt qua gấp đôi giá thị trường. Mấy người khác cũng hưởng ứng buôn chuyện tiểu tử thối nhà ta bây giờ cũng đang tu luyện ở vạn cổ tối cường tông. Thanh Dương thấy mọi người hoan hỉ thì cũng mừng tuy nhiên, việc nào ra việc đó, dù sao cũng không thể tùy ý hủy hoại gia sản của mọi người. Hơn nữa, tông chủ định sẽ biến con phố này thành long long gì đó, bọn ta cũng sẽ không bồi thường. Tiếp theo, xin mời các vị lui xa một chút. Vạn cổ tối cường tông bọn ta muốn lộ ra chút tài năng. Đám đệ tử vạn cổ tối cường tông nhận lệnh triệu lập ùn ùn kéo đến. Tên thuộc hạ bên cạnh liền báo cáo, công tử, chúng ta bị bao vây rồi. Tên công tử cười khảnh một cái mà ung dung tự đắc, không sao, chỉ là có lệch chút với kế hoạch của ta thôi. Nhưng chúng ta có bốn vị võ hoàng bốn vị bát phẩm trận vương, thực lực vẫn là chúng ta chiếm ưu thế. Thường tiếu từ trên cao phóng xuống cầm theo một tên trận vương mà đáp, chỉ còn lại ba trận vương, vị trận vương này đã tử trận rồi. Tuy nhiên, ba người còn lại vẫn tỉnh táo, thấy thế không đúng cho nên trực tiếp dùng trận pháp che giấu thân hình của mình. Nhưng công hiệu của thủy triều trận các ngươi cũng giảm đi nhiều rồi. Tên công tử nghe vậy liền ra lệnh, mấy vị khách khanh ra tay đi. Thường tiếu ung dung đưa tay ra đếm, bốn trung đẳng võ hoàng cộng thêm trận pháp ra chỉ gần như tiếp cận cao đẳng võ hoàng. Bây giờ ta đối đầu vẫn khá khó khăn. Mấy vị khanh khách kia liền khinh bỉ. Bây giờ mới biết sợ à. Muộn rồi. Cái gì mà chân lão, xương này khó chịu quá đấy đám người vây lấy xung quanh y rồi cứ thế bắt đầu khai triển chiêu thức. Bỗng một tên nhìn ra bên ngoài trận pháp thấy có người đang đứng nhìn bọn họ mà giật hết cả mình, chúng ta bị phân cách đến không gian trận pháp khác nhau. Không phải chúng ta đang ở trong trận pháp của mình sao? Chân lão tay khua loạn xạ mở ra trận pháp khác, cái gì mà trận pháp của các ngươi, trận pháp của ta, chỉ cần có chân đức tuấn ta ở đây. Trong tầm mắt của lão phu đều là lĩnh vực của ta, ba tiểu bối ra đây gặp mọi người chút nào trận pháp mà đám người kia cất công tạo ra trong chớp mắt biến mất không để lại dấu vết gì một tên trong đó lo lắng nói với mấy vị khanh khách còn lại dễ dàng phá được ẩn thân trận của chúng ta là cao thủ chúng ta nhanh chóng cùng nhau rời khỏi chưa gì xung quanh hắn đám đệ tử đã hùng hổ giơ chân cầm bàn cầm ghế hùng hổ lao tới chóng chóng cái quần què nằm lại đây cho ta phía trước đánh xong thì ra phía sau bọn ta còn chưa bắt đầu mà thường tiếu nhìn trận chiến hỗn loạn trên nóc nhà mà lo thay cho tên kia quá tàn bạo Tốc độ xuất hiện kẻ địch đều nhanh không theo kịp tốc độ phát tiết của các đệ tử. Tên địch khác liền lên tiếng, ngươi còn có tâm tình quan tâm đệ tử của mình à? Bọn ta tuy bị chia cắt, nhưng cũng có hai vị võ hoàng cùng một không gian với ngươi, hơn nữa nói toạc ra cũng chỉ là tạm thời bố trí trận pháp, không lâu sau hai vị khác cũng có thể đánh nát trận pháp, ngươi vẫn là tử cục. Thường Tiếu nhìn đám người rồi cười lên gian mãnh. Chỉ cần tiêu diệt các ngươi trước khi hai người kia phá trận chẳng phải là được rồi sao hơn nữa để chân lão giữ các ngươi ở lại không gian này là ta đặc biệt yêu cầu. Có một chiến pháp mới cần hai con chuột thí nghiệm. Ta vừa là võ vương cũng là kiếm vương nhưng mỗi lần ra chiêu vẫn luôn không thể kiểm soát được cả hai. Vì thế ta đột nhiên nghĩ tới một võ kỹ vẫn luôn bị ta xem nhẹ, một võ kỹ có thể khiến cho ta đồng thời bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của kiếm và võ. Linh Khải hiện thân ngoài thân, một linh thức của thường tiếu được triệu hồi xuất hiện, đám người kia đây là thứ quỷ quái gì? Một tên liền đáp, khí tức chiến đấu của hai người bọn họ giống nhau như đúc, chẳng lẽ thật sự mạnh như nhau? Thường tiếu cụng tay với khí tức của mình rồi từ từ đi về phía đám người kia, hôm nay, bổn tọa có ưu đãi lớn, mua hai tính tiền một. Cả hai bên lao vào choảng nhau, thường tiếu bị luồng sức mạnh đẩy ra xa mấy mét, không hổ là võ hoàng kinh phết. Y chắp tay khai ấn, càng khôn cửu ấn đại toàn cương luân ấn. Tay hai bên đấm mạnh vào nhau không ai chịu thua ai, khá là ngang tài ngang sức. Hắn ta nhìn y rồi cũng đưa ra lời đánh giá cao, không thể không thừa nhận ngươi khó xơi hơn bọn ta nghĩ. Chỉ là võ vương vậy mà có thể đánh chính diện với võ hoàng bọn ta mà không rơi vào hạ phong. Ngay phân thân kia của ngươi cũng có thể dựa vào kiếm pháp kiềm chế một vị võ hoàng, tuy nhiên người của bọn ta sắp thoát rồi. Bốn vị võ hoàng một khi hợp vây ngươi cũng chỉ có thể tự mình đưa cổ ra để bị chém mà thôi. Thường Tiếu ngay lập tức trận họng hắn ta mà đáp lại, ngươi tưởng chỉ có mỗi mình ngươi có đồng đội à? y cười khoái chí rồi gọi lớn, thiên thiên. Cô từ từ bước ra lên tiếng, vạn cổ tối cường tông đệ tử nội môn tập hợp. Cô bắt đầu phân công, ta với Thanh Dương dẫn một đội kiềm chế vị võ loại tốc độ hoàng kia. Dạ tinh thần, bỏ hai võ vương trên tay ngươi xuống đừng đùa nữa. Ngươi và tiêu tội kỷ dẫn đội vây khốn tên còn lại đi. Mấy tên kia nghe mà nực cười, vài võ vương nhỏ bé mà cũng muốn vây khốn bọn ta. Khặc khặc, để sói lẻ bầy cừu sẽ có chút tàn nhẫn đó, cảm nhận sự khủng bố của võ hoàng đi. Hắn ta lao tới liền bị thanh dương và phát ngay mặt, xin lỗi, vốn muốn cho người chút thể diện. Nhưng mà mấy sư đệ kháng đòn nhất đều được phân đến một đội khác. Cũng chỉ có thể dùng một cái tát này để thu hút sự thù hận của người. Đúng như mong muốn của Thanh Dương, hắn ta đu ông đường là võ hoàng lại bị một tên ghẻ ghẻ cùi bắp và cho sấp mặt. Nỗi nhục này biết bao giờ mới rửa sạch, ta giết người. Hắn ta nổi điên lao tới liền bị băng của thiên thiên giữ chặt cứng chân. Thanh Dương đi tới nhắc nhở nhẹ nhàng hắn ta kèm một cú cả sấp mặt thứ hai, cẩn thận đừng để bị ngã bị ngã là không đánh đến mặt được. Tông chủ từng nói, kéo thù hận nhất định phải kéo dài. Hắn ta như con bò bị chọc điên cứ thế đâm đầu tới húc, lão tử phải xé ngươi thành vụn tiểu tử thối đừng trốn. Phía bên này một tên võ hoàng cũng đang xả giận lên người đám đồ đệ khác, ha ha thế mà lại tránh không né công kích của ta. Thế nhưng bọn họ đều đã có sự chuẩn bị, khiên băng của thiên thiên cứ thế bảo vệ bọn họ an toàn biến thành cho đi bình an vô sự. Hắn ta bất ngờ, tiểu mạt và Lý Phi tận dụng lúc hắn ta đang sao nhãng liền đồng lòng tung gối chân lên đầu hắn ta. Tên võ hoàng đang đứng cùng với Thường Tiếu nhanh chóng hóng hớt mà bất ngờ về độ chơi bẩn của đám đệ tử, hành động vô sỉ này chính là phong cách chiến đấu của Vạn Cổ Tông các ngươi. Thường Tiếu gãi gãi đầu ngại ngùng, có chút hèn hạ như ngươi nói có tác dụng gì hay không? Hắn ta nhanh chóng bàn bạc, lão vương kế hoạch có thay đổi đánh ra át chủ bài đi cả hai liền song kiếm hợp bích mà vẽ vẽ ra ký tự ma pháp. Thường tiếu xoa xoa cầm ngẫm nghĩ, phạm tự này, có chút quen mắt. Cả hai tên kia lao tới tung dây xích qua lại người y, mặc kệ phân thân kia. Tên công tử đứng một bên quan sát mà vui mừng, thành rồi. Thường tiếu nhìn đống dây xích đang quấn trên người mà nói, nhớ lại vi phạm đại sự chuyên tạo thần binh kia. Vũ khí này chế tạo có chút sáng tạo nha. Cả hai tên võ hoàng kia rằng xích kéo mạnh khiến cả người y đứt làm đôi, Bọn hắn vui mừng vì từ nay trở về sau sẽ không còn vạn cổ tông nữa. Bỗng từ phía sau thường tiếu vẫn bình an vô sự đi tới bắt đầu lên tiếng, chuyện đó các ngươi nảy sinh từ lúc nào, mà ảo tưởng ta là phân thân thế. Các người vẫn luôn không ngừng khiêu khích vạn cổ tối cường tông ta. Luôn luôn có những con át chủ bài này đến con át chủ bài khác. Cũng may, là trùng mạnh nhất thế gian này lão tử luôn có những át chủ bài hơn các ngươi gấp trăm lần. Các ngươi có con dao nhỏ của phạm đại sư ta có ngũ hổ thượng tướng thần binh phía sau thường tiếu là một dàn đội ngũ là linh thần một lão gia gia liền lên tiếng nói quân tiểu tử cơ thể này là linh khải ngưng tụ của ngươi nhưng sao quan mẫu cứ cảm giác yển nguyệt đao có chút khác biệt thường tiếu nhìn ông rồi vui vẻ đáp lại trước đó không lâu ta ở trong linh hồn các khảm thanh long yển nguyệt ba loại linh vận là hỏa mộc và thổ trượng bát xà mâu thì khảm thủy kim hỏa đều là chọn linh vận theo thuộc tính của các vị hôm nay để ta bổ vị đại gia chúng ta cùng nhau tam anh chiến võ hoàng. Hai võ hồn lập tức lao tới tấn công hai tên võ hoàng phe địch, bọn chúng đỡ lấy chiêu mà hoang mang vô cùng, chỉ có hai võ hồn phân thân này quân thường tiểu đâu. Tên còn lại căng thẳng tột độ đáp, cẩn thận, chắc chắn là hắn muốn đánh lén. Nhưng ai mà ngờ việc mà thường tiếu phải làm chỉ là đứng một bên mà cổ vũ, tam gia cố lên, nhị gia ta thiên hạ vô địch. Hai tên võ hoàng kia đến chấm hỏi người này là nhóm cổ vũ hả? Một cú chém mạnh vào người hai tên kia, bọn họ gồng mình đỡ lấy hai võ hồn ra ra nói lớn đối diện quan mô còn dám mất tập trung hai tên kia mồ hôi đã vã ra như tắm nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo lực đạo như thế cái danh thần binh đúng là danh xứng với thực tuy nhiên đội đoạt phách câu hồn này của phạm đại sư cũng không phải phàm phẩm so với cái của người cũng không thua kém chút nào ai ngờ vừa câu trước câu sau vũ khí đã bị đánh cho vỡ vụn hai người ngơ rs như không tin vào mắt mình hỏng rồi quéo rồi Thường Tiếu lúc này ung dung đi tới nói, sau khi phụ ra ba loại thuộc tính, hai thanh thần binh này đã sớm bước vào cảnh giới siêu thần phẩm võ hồn tương ứng cũng đã được cải thiện rất nhiều. Hai vị có thể lấy cơ thể võ hoàng thử xem thần binh của ta có sắc bén hay không. Tên công tử đứng nhìn mà cả người đơ cứng ra không can tâm, ta không thể thua được ta vẫn có át chủ bài. Đúng ta vẫn còn hậu chiêu cuối cùng, thiên dụ vương thành cũng không phải đối thủ của chúng ta huống chi cửu đảng quận này của các ngươi không để hắn ta tự chấn an bản thân thường tiếu liền nói, đúng rồi, lúc trước lúc bổn tọa đạt được 10 vạn hoàng cân quân, có được một chút thủ đoạn của người đó. Nhất thời không nhớ ra là câu thần chú gì đó, ô nhớ ra rồi, lôi công giúp ta. Bầu trời bỗng trở nên xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn, những tia sét như hòa vào nhau tạo nên một gương mặt hung hãn. Thường tiếu nhìn gương mặt xám đi của tên công tử kia mà nghĩ thầm, chiêu này không có chiến lược thực tế gì, nhưng bề ngoài vẫn tương đối dọa người nhưng tố chất tâm lý của lăng đằng thiếu thành chủ không tệ vẫn có thể chịu đựng được. Đám thuộc hạ cũng nhìn lăng đằng mà thán phục, uy thế như thế còn muốn phản kháng không hổ là thiếu thành chủ. Chẳng lẽ có thể nhìn thấy thiếu thành chủ tấn công toàn lực? Ai ngờ chỉ đúng 3 giây sau một thành chủ cao cao tại thượng đã muốn đái cả hết ra yêu dân mà nhanh chóng chấp tay bái lại van xin, quân tông chủ tha mạng. Thường tiếu đắc ý, trẻ nhỏ dễ dạy bây giờ dựa theo quy củ cũ tất cả mọi người xếp thành một hàng. Theo thứ tự nộp lên tất cả vật phẩm quý giá trên người. Chân lão và Ngụy lão đứng hai bên quan sát, Chân lão gật gù, không một ai thương vong ngay cả đơn vị võ hoàng cũng bị bắt sống. Ngụy lão liền đáp, "Tiểu Tuấn, đây mới chỉ là một cảnh nhỏ của vạn cổ tối cường tông mà thôi." Chân lão khoanh tay mặt đầy vẻ đăm chiêu lên tiếng, "Quả thật bất phàm nhưng mà một trận chiến này, ta ngược lại có một nghi ngờ. Chúng ta là chính phái sao sao ta cứ cảm giác ngay môn phái nghiêm túc cũng có chút nghi ngờ." Lúc này ở phía dưới Thanh Dương đang kiểm kê lại đống đồ vừa chấn lột được, thứ này chính là hậu chiêu cuối cùng mà ngươi nói. Còn có gì nữa hay không? Chính sách của bọn ta chắc không cần nhấn mạnh thêm lần nào nữa với ngươi đâu nhỉ? Lang Đằng cả người còn mỗi cái áo trong run lên đáp, hiểu rồi hiểu rồi nhưng mà thật sự hết rồi, ta cũng đã bị lột sạch rồi. Bảo vật này là gia phụ năm đó ở rừng rậm Thanh Dương quận nhặt được, nói là có thể khiến cho trong vòng ngàn dặm, người và vật đều không còn lần này mang bốn vị võ hoàng tới đây cũng là muốn thăm dò lại chỗ rừng rậm kia. Thường tiếu mở hộp bảo vật kia ra, mặt hoang mang vô cùng, may là các ngươi là đến vạn cổ cường tông ta gây. Nếu không đám các ngươi mà đi chắc có lẽ không ai sống sót trở về. Phó bản lần này mở là phó bản cao cấp. Ở phía trong chiếc hộp là một chiếc bàn tay bị chặt đứt báo hiệu sắp tới hơi khó nhằn đây. Dạ tinh thần tay cầm đống đồ mang tới cho thường tiếu, tông chủ đồ mà ngài muốn đã thu thập xong. Ngài cần những thứ kỳ lạ này làm gì, cái gì mà móng lửa đen, gì mà ống mực. Tinh thần thấy y đang thắp hương liền tò mò hỏi, trưởng môn đang bái ai vậy không phải ngày không tin vào quỷ thần à. Thường tiếu cắm ba cây hương xuống rồi đáp, đây là người có thể cho chúng ta cảm giác an toàn nhất trong chặng đường tiếp theo. Phía trên là bức ảnh sư tổ trông không khác gì lâm tránh anh trong mấy bộ phim ma cương thi, y chắp tay thành tâm bái lại, tam thanh tổ sư ở trên, xin hãy phù hộ ta mở ra phần thưởng siêu thần. Mở, hệ thống hò reo, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ phú kích hoạt phần thưởng ẩn giấu, đạt được 3 phù kinh nghiệm, đạt được một cải tạo dịch tư chất thánh phẩm. Chúc mừng túc chủ kích hoạt vật phẩm ẩn giấu, đạt được sơ phẩm kiếm đạo tư chất dịch, sơ phẩm trận pháp tư chất dịch, quyền mua phối phương võ vương an. Mắt thường tiếu sáng quắc lên, tư chất kiếm đạo. Thế chẳng phải là sau này vạn cổ tông có thể sản xuất lượng lớn kiếm võ song vương sao? Hệ thống, mau lấy ra cho ta xem. Chưa kịp vui thì hệ thống đã bật mốt tư bản moi tiền, sơ phẩm kiếm đạo tư chất dịch giả cả, 5.000 điểm cống hiến. Thường tiếu đơ hết cả người, ta còn tưởng rằng giá sẽ mềm tí hóa ra cả tài sản ta chỉ mua được 3 bình. Y lập tức trách móc than trời, hệ thống gần đây ngươi quá hút máu rồi ta thật lòng muốn thứ này, hay là người bỏ một số không thành 500 điểm thế nào. Hệ thống cũng không phải trẻ lên ba, rõ ràng là không đồng ý, ngươi nằm mơ đi. Tiểu mặt từ đâu chạy tới thông báo, tông chủ tiểu long long bắt đầu phát sáng hình như sắp tỉnh lại rồi. Thường tiếu nghe mà vui mừng, lần này nhanh thật đó đưa ta qua đó ngay. Đến nơi thấy khung cảnh đám tang đau buồn, tiểu mặt cúi người như đại diện cho gia quyến, hắn ra đi rất thanh thản ngài xem cho chút tiền là được. Thường tiếu cũng bị liệu theo mà đã buồn cúi người, gửi lời chia buồn. Một lát sau y mới rực tỉnh mà điên tiết nhéo tai tiểu mạt mà chửi, tiểu tử ngươi bịp ta à ai đã biến phòng ngủ thành linh đường thế. Tiểu mạt nhìn y khó hiểu hỏi lại, tông chủ không phải ngài nói để tiểu long long ngôn ngữ rất sao. Thường tiếu điên tiết cáo gắt, đó là an giấc không phải yên nghỉ, ta sẽ uốn nắn lại gu thẩm mỹ cho người sau. Trang trí cái gì không biết, chẳng có dòng chưng từ nào ca. Mỗi khi tiểu long tiến hóa, sẽ càng lúc càng lớn. Tốt hơn hết nên bố trí trận pháp để phòng chút. Thế là một trận pháp bao bọc lấy toàn bộ nơi mà tiểu long long đang ngủ. Chân lão đứng bên ngoài nhìn thấy trận pháp có mấy cái lỗ mà lấy làm lạ, tông chủ ở hạng mục trận pháp cũng rất có thành tích. Nhưng trận pháp này sao lại giữ nhiều thông đạo như vậy? Vừa nói xong bên trong ngọn lửa lớn bùng lên, có thêm mấy cái lỗ không khác gì quả bom nổ. Thường tiếu nhìn dáng vẻ mới lạ của tiểu long long bắt đầu nói, ngươi mỗi lần tiến hóa đều có chút muốn làm gì thì làm so sánh với rồng. Lần này ngươi tiến hóa, vậy mà giống với kỳ lân hơn nhưng năng lượng của ngươi hình như chỉ đạt đến võ vương đỉnh phong. Nguyên nhân là do lần này ngủ đông quá ngắn sao. Tiểu long long liền đáp, chủ nhân, đừng nhìn mặt mà bắt hình rong nha. Một khi ta kích hoạt trạng thái chiến đấu, ít nhất cũng là võ hoàng trung phẩm tuy nhiên mỗi lần mở ra ta sẽ bị suy yếu trong thời gian dài. Thường tiếu đứng giữa đống hoang tàn nói, thế thì giữ đến lúc nguy cấp mới dùng vậy, nhưng thực lực của ngươi tiến bộ quá nhanh lực không chỉ hỏa diễm có phần không đủ. Về cơ bản mỗi lần ngươi ngủ đông sẽ phá hủy một căn nhà của ta, nhưng mà diện mạo như rộng như ngựa của người khiến cho ta có chút ý tưởng mới. Thế là thường tiếu giao cho tiểu long long nhiệm vụ cao quý vô cùng đó là kéo xe. Tiểu long vừa kéo vừa bức xúc lên tiếng đòi quyền lợi, ta đường đường là linh thú rồng đó. Chủ nhân ngài vậy mà để cho ta kéo lều này. Thường tiếu từ trong lều nhòm đầu ra mà bữ mình nói, lều vải gì? Đây là một trong những mộng tưởng cuối cùng của đàn ông trước giờ về long kỵ kéo xe, mới xứng với địa vị hiện tại của vạn cổ tối cường tông ta. Nếu không phải ngươi không có huynh đệ gì, ta làm cửu long kéo xe mới thật sự là phong cách. Thiên thiên bên trong xe cũng thò đầu ra hỏi, cầu thẳng tại sao chúng ta phải đến ma lĩnh cộc. Y đáp lại, để tìm hiểu về bàn tay gãy vẫn còn hoạt động kia. Nhìn mặt y bắt đầu trầm tư lo lắng cái tay gãy kia cũng không đơn giản. Theo ta được biết, nguyên thân của nó chính là tang thi nhưng hai ngày trước. Dùng viêm thế của tiểu long long cũng không thể làm bị thương nó. Chuyện này khác hoàn toàn với xác sống mà ta biết. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu mặc kệ, tai họa thứ này gây ra sẽ có thể hủy thiên diệt địa. Đang đi thì xe va phải thứ gì bên đường, tinh thần phải đi xuống kiểm tra thử xem xe có bị làm sao không, thường tiếu ngồi trên xe hỏi. Va phải thứ gì rồi à, bánh xe gãy rồi à? Sớm biết vậy ta nên nghiên cứu giảm sóc xe trước." Tinh thần đáp lại, bánh xe không sao hết chỉ là va phải thứ gì đó. Là xác một con TT tê tê hơn nữa hình như đã bắt đầu thối giữa. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, Thường Tiếu liền nhắn nhở, "Phía trước 20 dặm nữa là đến Ma Lĩnh Cốc, các ngươi tập trung chút đi." Bọn họ vừa đi qua con TT tê tê thối giữa ban nãy không biết có thế lực gì khiến nó sống lại trong hình hài kinh tởm chắc chắn chắc chắn là cánh tay phải của cốc chủ đã về rồi. Ở một nơi nào đó sâu trong ma lĩnh cốc, một đám người của giáo phái kỳ lạ nào đó đứng trước một bộ xương khổng lồ mà cười lên thích thú. Thế giới này sau vạn năm cuối cùng cũng về tay thánh giáo chủ ta. Sau một quãng đường di chuyển dài thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến được ma lĩnh cốc. Không khí phả thẳng vào mặt khiến ai đi ngang qua cũng phải dùng mình, đúng thật là nơi này bị bao trùm bởi quỷ khí. Tần thời làm nô lệ tư bản lâu nên cũng hơi không tin lắm về mấy chuyện quỷ quái, chúng ta gương cao ngọn cờ duy vật sông lên lão tử có thánh mã còn có anh thúc hộ thể mặc kệ ngươi là cương thi hay là tang thi đều cân hết càng đi sâu vào trong khung cảnh càng chết chóc lạnh lẽo vô cùng từ đâu có một con tê giác khổng lồ lao ra tấn công bọn họ tinh thần không một chút gì kinh hãi ngược lại còn vô cùng phấn khích mà tung cú đấm về phía nó những tang thi này không có thần trí nhưng chúng rất cảnh giác từ lúc chúng ta vào cốc đến giờ đã không ngừng tự sát tập kích chúng ta tinh thần một chiêu kết liễu nó, tay đâm thẳng vào người lấy ra tinh hạch, tinh hạch của mấy thứ này cũng đều là không sạch sẽ không biết còn hữu dụng hay không. Nhưng quan trọng nhất là sao chỉ có mỗi mình ta đánh nhau với đám tang thi hôi thối này vậy? Các ngươi vậy mà ở bên cạnh uống trà xem kịch. Thường tiếu ngồi nhâm nhi trà cùng thiên thiên và tội kỷ thông thả đáp. Không phải con tang thi vừa vào cốc là do người đánh à máu thịt hôi thối đó đều dính vào tay ngươi. Cảm ơn ngươi đã làm việc chăm chỉ ta sẽ giao phần còn lại cho ngươi. Thiên Thiên cũng uống hớp trà rồi tiếp lời, hôi quá không muốn đụng vào. Tội kỷ cũng lươn lẹo lên tiếng đưa ra lý do, tháng này số lượng chế phục bạo áo của ta đã vượt tiêu chuẩn, cũng chỉ còn bộ này trên người, bẩn sẽ không thay được. Tinh thần nghe mà nhức nhức cái đầu bực hết cả mình, ai cũng lý do lý chấu quá đấy, quên đi, do cho ta chén trà đi đống huyết nhục của hoang thú này khiến ta buồn nôn. Tinh thần vừa đi lại, đám người liền lùi xa cả chục mét, rồi nhìn tinh thần bằng ánh mắt kỳ thị, hôi quá, đi tắm đi. Tinh thần điên tiết quát lớn, các ngươi còn là con người không hả việc dơ bẩn toàn là ta làm, còn ghét bỏ ta. Một lúc sau tinh thần cũng phải hậm hực mang đống đồ đi tắm, chân đá loạn xạ để xả cục tức, còn tưởng rằng là thuận miệng nói kết quả lại thật sự cho ta nguyên bộ dụng cụ tắm rửa, tức thiệt chớ, đi ra tiêu diệt quái vật, mang theo mấy thứ này làm gì. Đang đi thì hắn liền cảm nhận được có điều kỳ quái, ta còn tưởng rằng trong ma lĩnh cốc này chỉ có tang thi không có thần trí nếu đã chuẩn bị ra tay, cũng đừng giấu giếm, ra mặt đi. Tinh thần quay lại thì thấy tên đối luật và Thường Tiếu giả mạo thì bất ngờ, Ô lão bằng hữu, hai người các người đến với nhau sao thế? Đối luận cười rồi chào hỏi tí cho lịch sự, đã lâu không gặp. Bọn ta liên hợp, còn không phải vì kẻ địch chung là các ngươi à? Qua Thường Tiếu bây giờ có thể sánh ngang với Võ Hoàng, bọn ta chỉ có thể tránh mũi nhọn như ngươi lại lạc đàn, bọn ta cũng không ngại bắt ngươi trước. Tinh thần nghe mà nực cười, bắt ta khẩu khí không nhỏ, hai người các ngươi cũng chỉ là võ vương mà thôi. Huống hồ khi chiến đấu, tông chủ bọn họ nhất định sẽ lập tức nghe tiếng mà chạy đến. Tên thường tiếu giả liền dùng phép điều khiển đám cây mọc lớn lên trùng kín lại thành một chiếc lồng khổng lồ. Trong lồng này, khí tức hoàn toàn bị ngăn cách không ai có thể phát hiện. Ra tay đi, nói rồi tên đới lưu át lập tức lao tới. Tinh thần cười khinh, vậy thì để ta dạy cho các ngươi cái gì gọi là mua dây buộc mình. Bên này thường tiếu đang chơi mặt trực thì cũng đã nhận ra sự kỳ lạ, khí tức của tinh thần đột nhiên biến mất rồi gặp nguy hiểm ư nhưng không nhận ra được tồn tại mạnh đến mức nào hệ thống người có thể tìm kiếm được tinh thần không? Hệ thống liền đáp lại, tinh thần sao hắn sẽ không sao đâu. Ở thế giới này, người có thể giết chết hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tinh thần bên này sau một hồi đánh nhau với tên đối luật liền nhận ra sự kỳ lạ, chuyện gì thế này linh lực của ta đang nhanh chóng giảm bớt. Là tiểu tử ngươi đang thôn phệ linh lực của ta. Hắn ta cười cười ngạc nhiên, phản ứng khá nhanh đấy, đám kẻ thù trước kia ngay khi chúng vừa đụng phải thôn phệ lực của linh lực đã rút chảy như thác rồi. Ngươi vậy mà có chút đặc thù, nhưng được cái này mất cái kia, bắt được ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Hệ thống nói tiếp, hơn nữa, cho dù thật sự gặp phải kẻ địch khó chơi, tiểu tử kia vẫn còn chiêu dự phòng không gì sánh được. Tinh thần nghe hắn nói thì lập tức thích thú, thôn phệ lực. Loại năng lực này bổn đế cũng là lần đầu gặp, thú vị. Các ngươi vừa mới nói tất cả khí tức trong lồng này đều cách ly với thế giới bên ngoài có một số việc không muốn cho quá nhiều người biết. Bên này hệ thống cũng đang suy nghĩ xem dùng từ nào để nói cho thường tiếu dễ hình dung, chiêu đó không biết nên miêu tả thế nào. Ta đột nhiên nhớ ra rồi, người chơi đỉnh cấp đang nhập lại tài khoản. Tên đới luật thấy tinh thần bộc phát sức mạnh thì kinh hãi khóc gọi mẹ mà cong đít lên bỏ chạy, tiểu tử này chắc chắn trên cả võ vương, võ hoàng không chắc chắn còn hơn thế. Tinh thần trói chặt tên thường tiếu giả nhìn hắn ta chạy là lười đuổi theo, chậc, cái tên nón xanh này chạy nhanh thật chủ yếu là bây giờ cơ thể vẫn còn quá yếu duy trì không được bao lâu đợi đến khi chiêu này ổn định hẳn nói cho tông chủ bọn họ biết ta cũng không muốn đâu cái tên tông chủ không ra gì đó đặt cho ta cái danh hiệu nam nhân nhanh nhất vạn ta về rồi đây thường tiếu dừng chơi nhìn hắn hỏi tắm nhanh thế không hổ là nam nhân nhanh nhất vạn cổ của ta hà trong cốc quỷ khí dày đặc này vẫn có người sống à ồ là khỉ sống à Y buộc chặt con khỉ kia vào thân cây gần đó rồi nói, khỉ nhỏ à, xem ra khiếu thẩm mỹ của ngươi không tồi vẫn mãi đeo khuôn mặt đẹp trai này của bổn toàn. Thuật dịch dung của ngươi quả thật đã khiến cho tế vũ đường của ta nhiều lần bẩn cẩn, bây giờ xong rồi, hiện nguyên hình gì đó. Con khỉ lạnh lùng nhìn y cảnh cáo, ta khuyên ngươi vẫn là mau thả ta ra đi, sư phụ của ta không phải người mà ngươi có thể chọc giận cùng lắm thì, sau này ta không gây phiền tóa cho ngươi nữa, sư phụ ta là bổ. Thường Tiếu lấy sợi lông ngoáy ngoáy mũi hắt xì một cái, một ngọn lửa lớn thổi bùng ra, ta cho ngươi một cơ hội nói lại lần nữa. Nếu không thì ta không đảm bảo sau một khắc nữa sẽ không biến con khỉ nhà ngươi thành khỉ nướng. Hắn ta bị lửa tạt qua mà hiện cả nguyên hình, không còn dám cứng miệng, ta tên triệu đậu đậu là linh thú. Lục nhỉ linh hầu chủng tộc có thiên phú có thể nghĩ hình đổi ảnh hơn nữa nếu như quan sát trong thời gian dài, ngoại trừ hình tượng ra khí tức cũng có thể giả dạng. Đúng rồi đúng rồi ta còn có thể điều khiển cây cối, tần thời vẫn tiếp tục chọc chơi liền dọa không phải ngươi nói ngươi còn có một sư phụ sao tên là bồ gì đó giữ lại ngươi cũng là một tai họa tiềm tàng một bữa thịt nướng không giải quyết được vậy ăn cái khác vậy hắn ta hốt hoảng cuống cuồng nói ta đã xuất sư rồi sư phụ nói có bị đánh chết cũng không được đi tìm ngài ấy gây thêm phiền toái cho hắn ta chỉ có thể gia nhập vạn cổ tông dịch dung của ta không chê vào đâu được ta rất hữu ích thường tiếu quay người bĩu môi chê mạnh hắn liền dùng đến biện pháp mạnh biến thành thiên thiên rồi nói nam hay nữ đều được. Thường tiếu lập tức mắt sáng quắc, vạn cổ tối cường tông ta rất cần nhân tài như ngươi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng. Y liền tò mò hỏi, ngươi, có biến thành bộ dáng của những con vật khác không? Hắn ta chấm hỏi, ngươi chơi sáng tạo như vậy sao? Ở phía bên này, tên thuộc hạ xuất hiện trước mặt cốc chủ rồi báo cáo tình hình đám người thường tiếu, đám người kia đang bước vào trong trận. Ông ta không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta hắn ta tâm đầu ý hợp vừa nhìn là hiểu ý liền gật đầu tuân lệnh được rồi thuộc hạ hiểu rồi giữ lại tên thủ lĩnh toàn thay. lúc này thường tiếu đang đi rất bình thường đến khu vực này bắt đầu thấy kỳ lạ hỏng bét vào trận rồi một lớp màng phòng ngự màu xanh bắt đầu bao bọc lấy đám người y vội vàng mở sách xem uầy trận này có thủ pháp lạ thật có chút trận điểm thủ pháp dường như đã thất truyền từ ngàn năm trước hệ thống thông báo tinh phát động nhiệm vụ phụ tông chủ tiêu diệt tang thú trong không gian phong ấn không trên Thường Tiếu nghe mà muốn trầm cảm đến nơi, hệ thống, có phải ngươi viết thêm mấy số không hay không? Nhìn về phía trước đám tang thú con nào con nấy to tổ bố đang tiến dần đến với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mà ớn cả người, đây là thú chiều mà bọn ta phải đối đầu sao? Để cho bọn ta đối phó thi triển, tốt xấu gì cũng phải cho bọn ta một tòa thành chứ. Con khỉ bắt đầu dùng phép điều khiển cây đưa bọn họ lên cao, tông chủ thành ngài muốn đây sao? Đậu đậu, năng lực này của ngươi khá có ích trong rừng đấy, nhưng cũng chỉ là cây cối bình thường, đám tang thú này ít nhất đều là võ sư, mộc tháp này sẽ không trồng đỡ được bao lâu. Con khỉ đậu đậu liền mưu kế trong bụng, đợi đến lúc đám hung thú này tụ tập hết lại một chỗ, ta sẽ triệt hạ cây cối dưới chân các ngươi, để các ngươi chết trong miệng thú. Hắn ta giơ tay tính giở trò bỉ ổi liền bị tinh thần túm lấy, "Tiểu hầu tử, nếu đã vào vạn cổ tối cường tông ta, ta khuyên ngươi thu tầm lại. Ta phát hiện ngươi vừa dùng linh lực, trông rất âm hiểm." thấy bị phát hiện hắn ta chối bay, nào, nào có. Tinh thần thấy vậy liền bày ra bộ mặt dọa dẫm, đến bố của khỉ cũng phải sợ, ngươi không có lưu luyến gì với thế giới này à. Nó thất kinh bắt đầu thề non hẹn biển, triệu đậu đậu ta tuyệt đối trung thành. Mấy con hung thú ở phía dưới gào thét cắm xe phá hoại đám cây. Y liền nói, không bao lâu nữa, tháp này sẽ sụp đổ. Hơn vạn đám tang thú này vẫn cần chúng ta tự mình xử lý. Với thực lực của hai người các ngươi, địch nhân bình thường đã không còn hiệu quả rèn luyện nữa lần này dẫn các ngươi ra ngoài một là bởi vì hai người các ngươi có gân cốt phòng ngự vững chắc nhất hai là khiến cho thực lực của các ngươi tiến thêm một bước nữa tội kỷ và tinh thần vào vị trí sẵn sàng tội kỷ liền hỏi chuẩn bị xong chưa tinh thần nhếch mép chỉ chờ ngươi lên tiếng thôi cả hai phi như tên lửa xuống phúa dưới tinh thần khai triển chiêu lăng kiếm thần quyết chém bay đầu tang thú đám tang thú này hung hãn không sợ chết tông chủ đã nhấn mạnh không được để chúng làm bị thương tuy rằng tông chủ cho ta một thanh thủy linh kiếm mà nó vừa hay thích hợp với tình huống hiện tại kiếm thủy ý phong doanh hỏa ý mãnh liệt hai thứ kết hợp lại chính là xương mù đám sương bay đi để lờ aji những xác tang thi nằm la liệt thường tiếu đứng một bên quan sát có thể lợi dụng tình thế nhưng đám tang thú này lại còn dựa vào thị giác khác xa với đám tang thi trong kiếp trước nốt tang thi là zombie ấy cũng không biết tính lây nhiễm của tang thi có còn hay không Tội kỳ đâu? Hắn đã lâu không ra tay, ta cũng không biết hiện tại hắn có tiến triển gì. Tội kỳ bên này ra đã đạt đến mức cứng như đá, đám tang thú không tài nào cắt xuyên được qua lớp da của tội kỳ. Hắn nhẹ nhàng lấy tay mà hất từng con bay đi, may mà đã cởi quần áo nếu không chắc phải tìm thanh dương sư huynh xin đồng phục tháng sau mất. Thường tiếu chố mắt, tiểu tử này, đập tang thi cấp võ sư như đập mũi vậy. Sau khi tội kỳ phát triển, không phải một quyền siêu nhân, chính là thân thể thành thánh. Thiên thiên, Cô chuẩn bị thế nào rồi? Hai tiểu tử này đã mở ra hình thức cắt cỏ vô song. Thiên thiên lúc này xúc thế đã xong bắt đầu sử dụng băng phong diệt cốt, đi đến đâu tan nát đến đó. Thường tiếu toát cả mồ hôi hột, đây là băng hệ võ kỹ sao, đây là thiên đao vạn quả mà. Nhưng dưới công kích như thế, trận pháp này vậy mà hoàn toàn không có tổn hao gì. Hệ thống thông báo, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 1.000 điểm cống hiến. Tinh xin hãy tiêu diệt 1.000 con tang thú trong không gian phong tỏa. Tội kỳ nhìn đám tang thú mới thì quay sang nói với tinh thần, đám tang thú chui từ dưới đất lên à mà thực lực của chúng. Kém cỏi nhất cũng là võ tông đỉnh phong, mạnh hơn nhiều so với vạn con vừa rồi. Tội kỳ, tinh thần, hai người lên đi người thiết cục cho chúng ta là muốn thăm dò toàn bộ thực lực của chúng ta một chút, thế thì ta cũng không nên khiến cho đối phương thất vọng. Ta sẽ chiến đấu dưới hình thức gan đam. Thường tiêu biến hình không khác gì siêu nhân hiện đại, không hề có thần trí, dù là thực lực cấp võ vương, nhưng chỉ có thể phát huy hai ba phần. Loại chiến thuật biển xác này muốn bắt bọn ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày còn không hiện thân. Vẫn giữ được bình tĩnh, vậy ta ngươi sảng khoái. Càng khôn cửu ấn, những luồng ánh sáng đánh mạnh xuống mặt đất để lộ ra những viên tinh hạch đỏ như máu, những tinh hạch bị ô nhiễm này lại chui xuống lòng đất. Lẽ nào bọn nó mới là hạch tâm thật sự huyết nhục thối giữa chỉ là ngụy tạo? Đợt đầu tiên là một vạn con, đợt thứ hai là một ngàn con. Thường Tiếu vung tay sử dụng bạo liệt quyền, các ngươi là muốn chơi trò dung hợp vô hạn tiến hóa dưới đất với lão tử đúng không? Bố mày đến đây. Mặt đất vỡ nát ra để lộ một dung dịch đặc quánh có màu như màu, quả nhiên những tinh hạch này đang dung hợp. Nếu như không sớm ngăn cản, tiếp theo chính là cao phẩm võ vương, thậm chí sẽ xuất hiện cấp võ hoàng. Hậu thủ của ngươi đều bị ta hủy rồi, xem ra cũng sẽ không hiện thân. Những tinh hạch này, cầm về để ngụy lão bọn họ nghiên cứu vậy. Thiên thiên ở trên cầm áo cho y mà gọi. Cẩu. Tông chủ, mau lên đây, quần áo đã chuẩn bị cho người thay. Thường Tiếu nhìn cô cười đáp, chẹp, gọi như vậy, còn tưởng rằng ta bắt nạt cô đó. Bỗng dưng đống máu như được ra lệnh, và huyết chỉ của ta lập tức nhồm lên muốn vây lấy người y, còn muốn toàn thân trở ra. Thiên Thiên lo lắng hét lớn, cẩu thẳng rồi tính lao tới giúp y nhưng y nhanh chóng ngăn lại. Đừng lại gần đừng, qua đây. Máu này có độc. Thường Tiếu như hóa điên hóa dại mà lao tới tội kỷ và tinh thần chắn trước mặt thiên thiên cũng bị y đẩy ra y cắn xé vai áo cô rồi đẩy ngã cô xuống từ phía xa một tên thanh niên xuất hiện đắc ý nói ta khuyên hai người các ngươi đừng làm bừa hắn đã trúng thi độc lúc này ngoài giết chóc hắn chỉ biết một việc nghe mệnh lệnh ta nói rồi hắn ta hét lớn thị nô no, giết bọn chúng đi tần thời lao như tên bắn lại trước mặt hắn ta mà cười tên núp lùm nhà người không bảo đảm ta trúng chiêu ngươi thật sự sẽ không hiện thân ngươi dựa vào tấm thiết bài này thao túng tang thú và hoàn mỹ ẩn thân nhỉ hắn ta kinh ngạc sao có thể chứ ngươi ngâm vào huyết trì sao lại không có chúng thi độc hơn nữa sao người biết được biểu hiện khi chúng độc Con giả vờ giống như vậy thường tiếu khoanh tay nếu muốn biết thì y sẵn sàng trả lời biết phải đối phó với tang thị lão tử sao có thể không chuẩn bị chút gì đó giải độc đan siêu mạnh cả đường bọn ta ăn nó như kẹo đấy triệu chứng chúng độc lão tử xem phim trong sách cổ không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là diễn xuất xuất thần của ta. Tội kỳ cũng bất ngờ, vừa rồi chân thật như vậy, thế mà lại là diễn xuất. Thường tiếu mở chế độ giáo viên mắng học sinh, lên lớp diễn xuất cho các ngươi, các ngươi chỉ lo chơi không học, đương nhiên là không biết sự vĩ đại của diễn xuất rồi, Stanislavski từng nói. Tinh thần cũng nghệt mặt nói, nếu đó là diễn xuất. Cảnh tượng vừa rồi của ngài cùng với sư tỷ có chút sâu xa đó, còn xé cả quần áo ra nữa. Có phải nó giống với cái ngài từng giảng, cái đó gọi là gì ấy nhỉ? Luật ngầm, nhỉ? Thiên thiên đằng sau mặt đỏ bừng bừng, ngươi chết với bà. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Dưới đây là hai mã QR Momo và Ngân hàng Vietcombank. Đỗ nết để ủng hộ mình ra nhiều tập hay hơn nữa nha. Các bạn đỗ nết có thể yêu cầu những bộ truyện các bạn yêu thích. Chúng mình sẽ ghim ở mỗi chuyện để cảm ơn các bạn.